Ngày 1 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Châu Đon, 49 tuổi, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, về hành vi giết người. 19 giờ tối ngày 29 tháng 11, Châu Đon và vợ là Neon Sara, 48 tuổi, cãi nhau. Nghe tiếng con gái và con rể cự cãi, nên bà Neon Ray, 73 tuổi, mẹ vợ của Châu Đon qua khuyên can. Đến khoảng 20 giờ, vợ chồng Châu Đon lại cãi nhau, nên bà Ray tiếp tục qua la rầy và can ngăn. Lúc này, Châu Đon lấy một cái xẻng bằng sắt đánh vợ ngất xỉu. Không dừng lại ở đó, Châu Đon tiếp tục dùng xẻng đánh vào đầu mẹ vợ làm bà té ngã xuống đất. Sau đó, Châu Đon cầm xẻng bỏ đi. Người nhà nghe tiếng ồn nên đi qua xem, thì phát hiện bà Ray nằm dưới đất, đầu chảy máu nhiều nên đưa đi cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết là không thể cứu được. Người nhà xin chuyển bà Ray về và bà chết trên đường về nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.